Nhưng lá thăm may rủi đã đưa Barca đụng độ với đối thủ khó nhằn ở vòng 1/8 Champions League là Napoli. Đây là một trong những lá thăm khó bởi dù cho Napoli không còn duy trì được vị thế như mùa giải năm ngoái, nhưng đội bóng vùng Napoli vẫn sở hữu nhiều ngôi sao có thể xoay chuyển tình thế. Có mặt trong buổi lễ bốc thăm, giám đốc thể thao của Barca Deco đã có những nhận định về đối thủ. Ông cho biết ở Champions League không tồn tại yếu tố gọi là may mắn. Deco cảm thấy vui mừng khi đội bóng của ông có mặt ở lễ bốc thăm Champions League chứ không phải Europa League. Cảm giác thật tuyệt khi được trở lại Champions League sau gần ấy năm. Mặc dù đối thủ có là ai đi chăng nữa, đội bóng vẫn cần chuẩn bị kỹ càng nhất. Napoli là nhà vô địch của Serie A và chơi thứ bóng đá ở đẳng cấp cao. Trong bóng đá, việc nói về may mắn quả thực là một điều vô nghĩa. Cựu cầu thủ của Barca nhận định Napoli là một đội bóng khó nhằn. Họ đã góp mặt ở Champions League trong nhiều mùa giải vừa qua và là một đội bóng mạnh. Dù vậy, Deco vẫn muốn đội bóng của ông tập trung vào việc cải thiện phong độ ở thời điểm hiện tại. Sẽ có rất nhiều biến số xảy ra bởi từ nay đến tháng 2 còn nhiều trận đấu khác. Tháng 1 luôn đem đến rất nhiều thử thách với siêu cúp Tây Ban Nha cũng như các trận đấu cúp quốc gia đan xen nhau. Trong khi đó, trận đấu với Napoli còn cách khá xa. Chúng tôi cần tập trung cải thiện màn trình diễn ở La Liga, giành chiến thắng vào ngày thứ tư tới. Tôi tin chắc rằng Barca sẽ trở lại thôi. Trong khi đó, nhiều cổ động viên đang chờ đợi cuộc đấu này, đặc biệt là những cổ động viên của Argentina. Đơn giản bởi cả Barca và Napoli đều là hai đội bóng mà Diego Maradona từng thi đấu. Đây là một nét gạch nối thú vị tại một cặp đấu ở vòng knock-out Champions League. Các cổ động viên Barca còn nhắc đến những cuộc đối đầu trước với đối thủ Napoli. Cũng là vòng 16 đội ở mùa giải 2019-2020, Barca đã đánh bại đối thủ với tổng tỷ số 4-1. Họ hòa một đều trên sân khách trước khi nhấn chìm tham vọng của đội bóng vùng Napoli với tỷ số 3-1 trên sân nhà Camp Nou. Dù vậy, tất cả những cầu thủ đã ghi bàn trong trận đấu đó đều không còn khoác áo Barca. Trận lượt đi giữa hai đội sẽ diễn ra trên sân Diego Armando Maradona vào 3 giờ sáng ngày 22. 3 tuần sau đó, hai đội sẽ chơi trận lượt về tại Estadio Olympic Luis. Ngay sau khi những lá thăm may rủi đưa Real Madrid đụng độ với đối thủ RB Leipzig, mạng xã hội của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã đăng tải thông điệp đến đối thủ. Họ lập tức chia sẻ khoảnh khắc Valverde sút tung lưới đại diện của Bundesliga trong trận thắng 2-0 ở vòng bảng Champions League mùa trước với thông điệp: chúng ta lại gặp nhau. Giám đốc truyền thông và quan hệ của Real Madrid, Butragueno, thì nhận định đối thủ có thể đem lại những mối nguy hiểm với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Họ là một đội bóng mạnh. Chúng tôi từng đối đầu với RB Leipzig ở vòng bảng. Thực tế, Real cũng đã nhận thất bại trước đối thủ và giành chiến thắng sau đó. RB Leipzig tiềm ẩn sự nguy hiểm. Họ đang có phong độ rất cao. Thật không dễ để một câu lạc bộ có thể duy trì đẳng cấp chơi bóng trong một thời gian dài như vậy. Đây được dự báo là cuộc đối đầu rất hấp dẫn bởi đối thủ của chúng tôi cũng theo đuổi trường phái bóng đá tấn công. Tuy nhiên, Real Madrid có đôi chút lợi thế vì được chơi trận lượt về trên sân nhà. Niềm hy vọng của Los Blancos sẽ được đặt cả vào Jude Bellingham, người đang có phong độ cực cao trong mùa giải năm nay. Tuy nhiên, những cuộc đối đầu với RB Leipzig thường không mang đến những ký ức đẹp cho tiền vệ người Anh. Cụ thể, Jude đã có 4 lần đối đầu với đối thủ khi còn khoác áo Dortmund. Anh chỉ có duy nhất một chiến thắng, thất bại đến 3 lần và không ghi được bàn thắng nào. Cũng trong buổi bốc thăm ngày hôm qua, các cổ động viên của Real đã phát hiện một chi tiết tưởng như vô lý nhưng cực kỳ hợp lý. Cụ thể, khi lá thăm của Real Madrid được giơ lên, máy tính lập tức loại bỏ đi phương án họ có thể gặp PSV ở vòng 1/8. Nó trái với quy định của UEFA ở lễ bốc thăm này khi các đội bóng không nằm trong bảng đấu hoàn toàn thể gặp nhau. Tưởng chừng như đây là một sự cố của Liên đoàn bóng đá châu Âu, nhưng quả thực họ đã tính toán rất kỹ cho buổi lễ bốc thăm này. Theo các quy định và tiêu chí bốc thăm, nếu Real gặp PSV ở vòng 1/8 thì các đội bóng còn lại như Bayern sẽ đụng độ với RB Leipzig hoặc Copenhagen. Đây là kết quả không thể xảy ra bởi Copenhagen đã nằm chung bảng với Bayern, còn RB Leipzig là đội bóng cùng đến từ một liên đoàn. Do đó, Real cuối cùng cũng đụng độ với RB Leipzig, còn Bayern gặp Lazio và Man City đối đầu Copenhagen. Với cặp đấu này, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẽ hành quân đến nước Đức vào đúng ngày lễ tình nhân. Vào ngày 7 tháng 3, họ sẽ được trở về sân nhà để đón tiếp đối thủ. Barca đã để mất điểm trong hai vòng đấu liên tiếp gần đây ở La Liga trước khi bị chủ nhà Valencia cầm hòa một đều. Họ đã để thua hiện tượng Girona với tỷ số đậm 2-4 ngay trên sân nhà. Những kết quả không như mong muốn này khiến đội bóng huấn luyện viên Xavi rơi xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng và bị đội đầu bảng Girona bỏ xa tới 9 điểm. Nếu phải nhận thêm một thất bại ở vòng 18, Barca thậm chí có thể bị hất văng khỏi top 4. Đây sẽ thực sự là thảm họa đối với đội bóng xứ Catalonia. Do vậy, thầy trò luyện viên Xavi buộc phải giành 3 điểm trước đội khách Almeria ở trận đấu sắp tới. Đây là mục tiêu mà Barca hoàn toàn có khả năng hoàn thành bởi Almeria đang là đội xếp bét bảng tại La Liga. Barca có lợi thế được thi đấu sân nhà Montjuic tại sao huyệt của mình. Họ mới chỉ phải nhận 2 thất bại kể từ đầu mùa giải 2023-2024. Và hai đội khách hiếm hoi khiến họ trắng tay đều rất mạnh.
khi đang lần lượt xếp thứ nhất và thứ nhì ở La Liga là Girona và Real Madrid. Sân nhà cũng cho thấy sự áp đảo tuyệt đối của Barca mỗi khi tiếp đón Almeria. Thống kê chỉ ra rằng trong 8 trận gần đây thi đấu trong vai trò chủ nhà, Barca đều đánh bại Almeria. Đáng chú ý có tới 6 trận họ khiến đối thủ ra về mà không có bàn gỡ danh dự. May mắn cho Barca ở chỗ, đúng lúc đang không có phong độ tốt nhất, họ chỉ phải gặp Almeria. Đây là đội đang xếp đội sổ La Liga. Sau 17 vòng đấu, đội bóng huấn luyện viên Gaica Garitano vẫn chưa giành được chiến thắng nào với thành tích thua 12 và hòa 5 trận. Barca không có được sự phục vụ của thủ thành Ter Stegen, hậu vệ trái Marcos Alonso, trung vệ Inigo Martinez và tiền vệ Gavi. Tuy nhiên, Blaugrana đã quá quen với việc thiếu vắng những trụ cột quan trọng. Vấn đề nan giải nhất với đội bóng này là việc hàng công của họ đang thiếu đi sự hiệu quả cần thiết. Đoàn quân huấn luyện viên Xavi nằm trong số những câu lạc bộ cần thực hiện nhiều cú sút nhất để có bàn ở top 5 giải ở châu Âu. Họ có 31 bàn sau 275 cú sút, trung bình cứ 8,87 cú sút Barca mới ghi một bàn. Khả năng chuyển hóa cơ hội của Barca gần tương đương Getafe với 9 cú sút để có bàn và Granada với 8,65 cú sút cho một pha lập công. Nếu xét tới những cú sút trúng khung thành, mọi chuyện cũng chẳng khá hơn với đội bóng xứ Catalonia. Trung bình Barca cần tung ra 3,45 cú sút trúng đích để mang về một bàn thắng. Phong độ không tốt của Robert Lewandowski cũng là một trong những lý do khiến Barca không thể bay cao. Trong số những cầu thủ chạm mốc 6 bàn trở lên ở La Liga mùa này, chân sút người Ba Lan cần tới 2,62 cú sút trúng đích để ghi một bàn. Thành tích này chỉ hơn Rodrigo và Iñaki Williams. Chính Xavi cũng đã nhận ra vấn đề với đội bóng của mình khi ông cho rằng Barca đang là một trong những đội tệ nhất ở châu Âu về mặt hiệu quả. Trước Almeria, gã khổng lồ xứ Catalan cần cải thiện điều này nếu không muốn tiếp tục đưa mình vào thế khó trong cuộc đua vô địch ở mùa giải năm nay. Trong sự nghiệp của tôi, chưa bao giờ tôi phải chứng kiến 3 cầu thủ dính chấn thương dây chằng trong 3 tháng. Real Madrid đã làm quá tốt nhiệm vụ của mình. Bất chấp tình hình chấn thương hiện tại, cả đội đã thi đấu với sự chuyên nghiệp và ổn định cao nhất. Đây cũng là cách duy nhất để vượt qua tình hình chấn thương tại đội bóng vào lúc này. Đó là những phát biểu huấn luyện viên trưởng Carlo Ancelotti về tình hình lực lượng của Real Madrid thời điểm hiện tại. Đầu tiên là thủ môn Thibaut Courtois, sau đó là trung vệ Eder Militao và mới đây nhất là David Alaba trong chiến thắng 4-1 trước Villarreal. Cả 3 cầu thủ trụ cột nơi hàng thủ của Real Madrid đều phải nghỉ thi đấu dài hạn do cùng một lý do, đó là bị rách dây chằng. Liên tiếp các ca chấn thương nặng càng lúc càng khiến đội hình của Los Blancos trở nên mỏng manh. Nên nhớ từ đầu mùa giải cho đến thời điểm hiện tại, không có khoảng thời gian nào là kềnh kềnh trắng có cơ hội ra sân với đội hình hoàn hảo nhất. Dẫu vậy, họ vẫn đang có những kết quả tốt tại cả đấu trường châu Âu lẫn quốc nội nhờ tài năng lựa chọn nhân sự cực kỳ hợp lý của Carlo Ancelotti. Kể cả khi không có sự phục vụ của Alaba, chiến lược gia người Ý đã gần như lập tức có phương án để chám vào vị trí của trung vệ người Áo. Ông chia sẻ, Tchouaméni là lựa chọn ưu tiên cho vị trí trung vệ, thế chỗ của Alaba. Tchouaméni đã thi đấu tốt ở vai trò này trong trận đấu với Osasuna. Đó không phải vị trí sở trường của Tchouaméni, nhưng trong tình thế của đội bóng lúc này, tôi tin cậu ấy có thể gánh vác vai trò trung vệ. Đây thực sự là một lựa chọn khiến tất cả phải cảm thấy bất ngờ. Tuy nhiên, rất có thể Tchouaméni chỉ là giải pháp tình thế ngắn hạn thôi và đội chủ sân Bernabeu nhiều khả năng sẽ vung tiền ở phiên chợ đông sắp tới. Quay trở lại với thời điểm hiện tại, chiến thắng đậm đà trước Villarreal giúp Real tạm thời chiếm được ngôi đầu nhưng cũng nhanh chóng bị Girona đánh bại khi đoàn quân huấn luyện viên Michel có cho mình thắng lợi trước Alaves. Và Alaves cũng chính là đối thủ mà Real sẽ chạm trán ở vòng đấu tới. Phong độ của Alaves gần đây cũng không đến nỗi tệ. Theo thống kê, họ thắng 4 hòa 1 thua 3 trong 8 trận đấu mới nhất. Dẫu vậy, đây vẫn được đánh giá là đối thủ dễ nhằn cho kềnh kềnh trắng. Nếu thi đấu đúng sức, Real Madrid sẽ không khó để giành trọn 3 điểm và tiếp tục đe dọa ngôi vị dẫn đầu mà Girona đang nắm giữ.